Xin chào các lại là mình đây, Tiêu An, admin của Warsaw One. Thì trong video ngày hôm nay, như đã hứa ở video trước đó là mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách làm sao để chúng ta có thể kiếm được 29k để lên một cái thu nhập là 50k giống như mình ở đây. Thì nếu như bạn nào đang xem video này mà chưa xem video trước đó của mình để có một cái tài khoản Lambo thì các bạn có thể xem lại cái video có đường link ở trên màn hình nhé. Có cái thumbnail của YouTube các bạn có thể bấm vào đó xem. Còn nếu bạn nào đã có tài khoản rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện cái tính năng nằm ở trong Lambo giúp các bạn có thể kiếm được 29k đầu tiên nhé. Cùng bắt đầu nè. Thì tính năng ở đây mà trong Lambo người ta đưa ra có tên gọi đó là Push. Và tính năng này thì Lambo có một cái bài blog viết cụ thể, đó là Push nó là một tính năng đơn giản của Lambo có thể giúp bạn có được hoa hồng đầu tiên bằng việc hệ thống tự tìm ra những người dùng. Và thông qua cái việc này thì các bạn sẽ có ngay cái hoa hồng đầu tiên, đó là 29k. Thì như mình ở đây các bạn có thể thấy đó là hiện tại trong cái trang giao diện của mình thì mình không có cái tính năng Push tại vì mình đã dùng rồi. Cho nên mình sẽ sử dụng một cái video demo ở trong cái khu vực VIP để các bạn có thể thấy. Đó là khi mà các bạn truy cập vào trong Lambo, sau đấy các bạn tiến đến khu vực Lambo X, thì ở trong cái đường dẫn giới thiệu chúng ta sẽ có một cái dòng chữ Push nằm ở đây. Và nhiệm vụ của tất cả các bạn sẽ là nhấn chuột trái vào dòng chữ Push này và hệ thống nó sẽ tự động chạy để tìm ra một người nào đó ghép cùng với bạn. Và tùy theo trường hợp thì theo mình nghĩ sau khoảng từ 30 giây cho đến 1 phút thì hệ thống sẽ tìm ra và các bạn sẽ kiếm được 29k đầu tiên. Tính năng nó chỉ đơn giản như vậy thôi ha. Hy vọng là qua video ngày hôm nay thì bạn sẽ thực hành thành công và kiếm được ngày 29k đầu tiên của mình. Và trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn những cái hay mà nếu như các bạn khi đăng ký lên cái tài khoản VIP thì các bạn sẽ nhận được những cái ưu đãi riêng của nó so với một cái tài khoản thường. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.